Thân thông xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 3 năm nhâm dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Anh Quốc nghi Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Du Quan. Tại Dư Quan có khoảng 21.000 thường dân Mariupol bị sát hại, hàng trăm người bị hạm hiếp. Trả giá cho thù ghét người gốc Á, một người Mỹ phải bán nhà đền bù một người Việt. Việt Nam xử án tù để bịt miệng hai nhà báo chống tham nhũng. Và một số tin đáng chú ý khác, sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện việc bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế. Ngoại trưởng Anh Liz Truss vào ngày 11 tháng 4 cho biết London đang cố gắng xác minh thông tin về việc quân đội Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol, một thành phố cảng của Ukraine, đã bị lực lượng Nga bao vây từ hơn một tháng qua. Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Anh Liz Truss viết, có thông tin cho rằng các lực lượng Nga có thể đã sử dụng chất độc hóa học trong một cuộc tấn công nhắm vào người dân Mariupol. Chúng tôi đang khẩn trương làm việc với các đối tác để xác minh thông tin tình báo, lãnh đạo ngoại giao Anh nói thêm. Bất kỳ việc sử dụng vũ khí nào như vậy sẽ tạo nên một sự leo thang tàn bạo trong cuộc xung đột này và chúng tôi sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và chế độ của ông ấy phải chịu trách nhiệm. Về phần mình, nghị sĩ Ukraine Ivana Klimbush cho rằng Nga đang sử dụng một chất chưa được xác định ở Mariupol, nơi một số người bị siêu hô hấp và theo bà đây rất có thể là vũ khí hóa học. Trước đó, trong một thông báo đăng trên trang Telegram được AFP trích dẫn, trung đoàn Azo của Diêu Quan hiện cố thủ ở Mariupol đã tuyên bố rằng một máy bay không người lái của Nga đã thả chất độc hại vào binh lính và dân thường ở nơi này. Một số người đã mắc phải các bệnh về đường hô hấp và thần kinh. Vẫn liên quan đến Ukraine, có khoảng 21.000 người dân bị sát hại và hàng trăm người bị hạm hiếp. Thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine vẫn cầm cười được cho đến trưa ngày 13 tháng 4, sau hơn 40 ngày bị quân đội Nga bao vây vào anh tạc dữ dội. Thị trưởng Mariupol Vadip Bochenko trên đài truyền hình dư quan tối qua thông báo theo thẩm định của giới chức thành phố có khoảng 21.000 thường dân bị sát hại tại đây. Theo cố vấn của Tổng thống Zelensky, 90% khu nhà ở tại thành phố cảng này đã bị phá hủy. Mariupol hoàn toàn bị phong tỏa. Trước mắt, chính quyền thành phố cũng như khi chưa thể xác định về tình quân đội Nga sử dụng vũ khí hóa học để chiếm được toàn bộ thành phố này. Còn tại Bucha và các khu lân cận với thủ đô Kiev, theo nội bộ nội vụ của Ukraine, ít nhất là có 720 thường dân đã thiệt mạng, 200 người bị mất tích theo trong thời gian quân đội Nga chiếm đóng. Thị trưởng Bucha cho biết đã tìm thấy hơn 400 thi thể, nhưng việc nhận diện tử thi đòi hỏi nhiều thời gian. Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ quân sự để chống trả lực lượng Nga và giải tỏa thành phố Mariupol. Hôm qua ông Zelensky còn tố cáo là quân Nga đã hãm hiếp hàng trăm người tại những vùng mà họ chiếm đóng trước đó kể từ khi mở cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine. Theo lời tổng thống Ukraine, trong số các nạn nhân có cả những thiếu nữ và trẻ nhỏ. Hôm thứ Hai vừa qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi mở cuộc điều tra về các vụ bạo hành nhắm vào phụ nữ trong chiến tranh dự quan, đồng thời kêu gọi bảo vệ hàng triệu trẻ em dự quan phải bỏ xứ ra đi. Trong khi đó, thì tại Mỹ, cảnh sát đang truy lùng tay súng làm người người bị thương vong trong vụ tấn công tàu điện ngầm ở Brooklyn. Cảnh sát mới đang truy lùng kẻ xả súng vào ngày 12 tháng 4 trên một chuyến tàu điện ngầm ở Brooklyn, New York, một vụ tấn công khiến cho 10 người bị thương do trúng đạn, theo AP. Cuộc truy tìm tập trung một phần vào một người đàn ông mà cảnh sát cho rằng đã thuê một chiếc xe thùng có thể liên quan đến vụ bạo lực này. Các nhà điều tra nhấn mạnh rằng họ không chắc liệu người đàn ông đó, Frank R. James, có phải chịu trách nhiệm cho vụ xả súng hay không. Tuy nhiên, nhà chức trách đang xem xét các video trên mạng xã hội, trong đó người đàn ông 62 tuổi này chê bai Hoa Kỳ là nơi phân biệt chủng tộc, tràn ngập bạo lực, và đôi khi lên tiếng phản đối thị trường thành phố, ông Eric Adams. Quốc gia này được sinh ra trong bạo lực, nó được duy trì tồn tại bằng bạo lực hoặc sự đe dọa về bạo lực và nó sẽ chết một cái chết đầy bạo lực. Sẽ không có gì ngăn cản được điều đó, ông James nói trong một video. Ủy viên cảnh sát Kechan Sewell cho rằng các video này có liên quan và các quan chức thắt chặt an ninh để bảo vệ thị trường Adams. Cảnh sát cho biết tay súng đã xả lựu đạn khói trong một toa tàu điện ngầm đông đúc và sau đó bắn ít nhất là 33 bà phát súng ngắn. Năm nạn nhân trúng đạn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng được cho là sẽ sống sót. Tay súng này đã bỏ chạy trong sự hỗn loạn, bỏ lại súng băng đạn nạp thêm. Lựu đạn khói đã nổ và chưa nổ. Một thùng rác màu đen, một xe đẩy hàng xăng và chìa khóa của một chiếc xe van du hòa. Vẫn liên quan đến Mỹ, một người phụ nữ vừa đồng ý bán ngôi nhà ở bang Washington để trả số tiền bồi thường là 45.000 đô la Mỹ cho một phụ nữ gốc Việt là nạn nhân có hành động thu ghét nhắm vào người gốc Á. của bà, bà Jan Myers, 72 tuổi, đã bị buộc tội thu hận vào ngày 7 tháng 4 vì đã quấy rối người hàng xóm tên thi phạm vào ngày 4. Vào tháng 4 của năm 2021, các luật sư của bà Pham vừa thông báo rằng bà Myers đã đồng ý dàn xếp dân sự theo quy định. Theo đó, bà sẽ bán căn nhà của mình ở Shawn Washington để trả cho bà Pham 45.000 đô la tiền bồi thường. Luật sư của bà Pham và chồng bà là Bill Healy đã đệ đơn kiện bà Myers vào tháng 8 năm 2001 sau khi họ cho biết bà Myers đã liên tục quấy rối và đe dọa gia đình họ. Thậm chí một số sự việc còn được ghi lại trong camera. Truyền thông Mỹ dẫn lời bà Pham cho biết bà Myers bắt đầu quấy rối khi bà làm vương nhà mình vào tháng 4 năm ngoái. Bà Myers được cho là đã đưa ra những lời đe dọa bà Pham và bị ghi lại trên camera bằng những lời lẽ này như là nay mày ra đây, xem, đồ mắc xít. Sau khi bắt đầu dùng điện thoại ghi lại sự việc, bà Pham cho biết có ngày bà còn quay được bà Myers hét toán lên rằng nay hóa hậu Việt Nam, mày sẽ không sống thọ đâu ông Hilly bà Pham, chồng bà gọi những hành động trên là khủng khiếp và cho biết bà Myers cũng sẽ tiếp tục tiếp xúc với vợ và cậu con trai 2 tuổi của họ. Việc này cũng được ghi lại trong camera. Khi gia đình đệ đơn kiện, bà Pham nói bà không còn cảm thấy an toàn khi ở nhà. Các luật sư của gia đình bà Pham gọi việc gia xếp nhân sự là một chiến thắng cho các nạn nhân của hành vi quấy rối chủng tộc. Theo thỏa thuận, bà Myers sẽ đồng ý bán căn nhà của mình trong vòng 6 tháng và trả cho Pham 45.000 đô la từ việc bán nhà. Nếu bà Myers không bán nhà và chuyển đi chỗ khác như thỏa thuận, vụ kiện của bà Pham chống lại bà Myers sẽ được tiến hành xét xử và có khả năng sẽ được quyết định bởi bùi thẩm đoàn. Vừa rồi là tình thế giới và người Việt tại hải ngoại. Sau đây là tin Việt Nam liên quan đến chính trị. Vào ngày 12 tháng 4, Tổ chức Phóng viên Không biên giới gọi tắt là ASF bày tỏ quan ngại về bản án hình sự trong tuần qua đối với hai nhà báo Nguyễn Hoài Nam và Phan Bùi Bảo Thi. Cho rằng đây là những bản án hình sự được thiết kế định bịt miệng các nhà báo đang phục vụ công ích. Nhà báo Nguyễn Hoài Nam, 49 tuổi, cựu phân viên báo pháp luật Thanh hô vào ngày 5 tháng 4 bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Theo cáo trạng vào năm 2018, ông Nam viết loạt bài về nghi vấn quỹ đen của Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam. Nhưng ông không đồng tình với kết quả điều tra của Bộ Giao thông Vận tải và của Bộ Công an, nên đã đưa ý kiến phản bác của mình lên Facebook tố giác việc bao che, bỏ lọt tội phạm. Trong các bài đăng trên Facebook cá nhân, ông Nam cho biết mặc dù đã xác định được 15 người nhận hối lộ trong vụ này, nhưng Công an chỉ bắt giữ 3 nhân viên của Cục Đường Thủy Nội địa và không điều tra thêm các quan chức cao cấp liên quan đến vụ tham nhũng. Ông Nam bị bắt vào tháng 4 năm 2021. Trong thông cáo báo chí gửi cho VOA vào ngày 12 tháng 4, ông Daniel Baxter, người đứng đầu văn phòng cho Á Thái Bình Dương của ASF, cho biết Chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Nguyễn Hoài Nam và xóa án tích của ông, vì tội duy nhất của ông đã đã phục vụ công ích bằng cách cảnh báo chính phủ đất nước về nạn tham nhũng. Số phận của ông ấy làm nổi bật chiếc áo khoác bó buộc của các nhà báo nhà nước ở Việt Nam. Những người bị buộc phải tuân theo đường lối chính thức do cơ quan tiên truyền của Đảng Cộng sản cầm quyền áp đặt ngay cả khi họ cố gắng thu hút sự chú ý đến các vụ tham nhũng. Cũng với tội danh như ông Nam, bà nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, 51 tuổi, từng công tác tại báo giáo dục và thời đại vào ngày 7 tháng 4, bị một tòa án ở Quảng Trị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ vì hành vi bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội. Trong khi đó thì cựu đại ủy công an Lê Chí Thành bị khép vào thêm tù dù đang ở tù. Chi Ti tiết như sau. Cựu đại ủy công an Lê Chí Thành người đang thụ án 2 năm tù nay bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận hoàn tất cáo trạng truy tố thêm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích, hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Thành, 39 tuổi, quê ở tỉnh Bình Thuận, cựu cán bộ trại tạm giam Xuân Lộc Đồng Nai và sau khi ra khỏi ngành công an, Ông trở thành YouTuber chuyên đưa tin giám sát hành vi nhũn nhiễu của cảnh sát giao thông. Từ tuổi trẻ vào ngày 12 tháng 4 dẫn cáo trạng cho hay từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, ông Thành sử dụng trang Facebook Lê Chí Thành để đăng tải các video và bài viết bị cho là xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Quyền, lợi ích, hợp pháp của Tòa án Nhân dân, quyền, lợi ích hợp pháp của Công an Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an và cán cá nhân Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị trại giam Thủ Đức Z30D. Ông Thành bị cấp trên cho quy chụp quy phạm có quy định của công an nhân dân nên bị tước danh hiệu nay hồi tháng 7 năm 2020. Thành lên mạng nói thứ trưởng Bộ Công an lạm quyền xử lý kỷ luật mình. Ngoài ra, Thành còn đăng nhiều nội dung bài viết khác mà cáo trạng cho rằng là xuyên tạc sai sự thật, gây ảnh hưởng đến các tổ chức cá nhân theo báo tuổi trẻ. Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng diện, ông Thành bị tuyên phạt 2 năm tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Ông đang khảo kháng cáo bản án vì cho rằng hình phạt quá nặng. Trước đó, hồi cuối tháng 10 2021, ông Thành nhà luật sư Đặng Đình Mạnh, người bảo chữa cho ông, làm đơn tố cáo chuyện ông bị tra tấn dã dạ man trong trại giam. Liên quan vụ tố cáo này đã trao tự do vào ngày 7 tháng 4, dẫn lời của bà Lê Tiểu Phú mẹ của ông Thành cho rằng, con tôi không sai, chẳng qua đây là quy chụp để bắt con tôi mà thôi. Nó, tức là điều tra viên, tra tấn bắt thằng Thành nhà tôi nhận theo tội theo ý của chúng nó, thì thằng Thành nhà tôi nó không nhận, cái hôm trước phiên tòa lần trước thì Thanh có nói là trong trại thời gian bị giam giữ, điều tra viên Nguyễn Đức Nghĩa đã dùng nhục hình để ép nó nhận tội, nhưng nó không có tội, thì không nhận. Sau đó bắt đầu đưa con tôi vào hầm tối. Bà Phú cũng cáo buộc điều tra viên cùng chân cầm tay con trai bà và đẩy vào hầm phân người. Tiếp theo là tin về pháp luật. Công an đàn áp dân, đội phó công an Bình Dương bị tố đầu xe hơi trắng hẻm rồi đánh người. Các báo Việt Nam vào ngày 12 tháng 4 không nêu danh tính hoặc chỉ viết tắt tên một giới chức công an tỉnh Bình Dương bị tố đánh người. Theo báo Việt Nam Net, bà NTAH ở thành phố Thuận An cho biết vào khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 4, gia đình bà đi xe hơi vào đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, Thuận An để về nhà. Khi vừa vào hẻm được khoảng 100 m thì bị một số xe hơi đậu trắng lối đi không thể vào trong. Lúc này bà đi tìm chủ xe, nhờ dời đi để vào trong thì chủ xe của một số người đang tổ chức tiệc trong hạng bước ra cự cãi, không đồng ý nhường đường và thách thức bà. Sau một lúc cự cãi, nhóm người này lao vào hành hung bà, dùng tay đánh vào đầu bà. Một số người hàng xóm chạy lại can ngăn, cũng bị nhóm này tấn công nên phải bỏ chạy. Trong số người đánh bà H, ông TTB, giới chức công an tỉnh Bình Dương được ghi nhận là người tấn công nạn nhân nhiều nhất và cũng là người đậu xe hơi trắng lửa đỡ đi. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe hơi bà H ghi lại đánh giao nộp nhà chức trách. Báo Việt Nam Nát cho biết thêm, ông TPP có cấp bậc đại úy, hiện là đội phó thuộc phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội công an tỉnh Bình Dương. Một cán bộ ẩn danh của phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội cho biết đang xác minh làm rõ vụ tố cáo. Bản tin của báo tựa trẻ không nhắc danh tính ông Phi nhưng thuộc lại một người đàn ông trong nhóm chủ xe nói với bà Hát, mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao là công an nè. Liên quan à vụ này, trang Facebook Nguyễn Tiện được cho là của bà Hát đang đăng đoạn video clip gái lệ sự việc và cho biết thêm người đánh bà Thanh Phương công tác tại phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội công an tỉnh Bình Dương. Mọi người hãy cứu mình, chứ mình cả đêm không ngủ, đau nhức khắp người. Sáng nay phải đi khám theo hướng dẫn của công an phường, bà H. biết thêm. Tiếp theo là tin về luật pháp nhóm người to cộng sản xuất ma túy tại Con Tum Sa To. Nhóm 8 người Trung Quốc đến Con Tum. Sản xuất ma túy bị đưa ra xét xử vào ngày 13 tháng 4, tin do truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin. Cụ thể, nhóm bị đưa ra xét xử sơ thẩm gồm Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng, Trương Cần Thư, Dương Viện Đức, Lữ Dư Trọng, Hoàng Sơn Nguyên, Thái Tư Viện và Sàng Quốc Sáng. Hầu hết những người này tại tòa đều không nói được tiếng Việt định phận xét hỏi phải thông qua phiên dịch viên. Tính dẫn hồ sơ vụ án cho biết vào năm 2019, nhóm vừa nêu đến thuê nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngân Phát, phường Bộ Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đồng An Viên, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Công Tum rồi tiến hành sản xuất chất ma túy, tiền chất ma túy. Ngày 6 tháng 8 2019, cơ quan công an đột kích vào nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu đồng an viên và bắt quả tang nhóm người vừa nêu trên khi đang sản xuất trái phép chất ma túy, với những vật chứng gồm trên 11.180 gram chất ma túy loại methamphetamine, hơn 1.054 lít, một phenyl propanone và cùng với nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy hơn 13 tấn hóa chất tiền chất các loại đựng trong các thùng phi, can nhựa, thùng nhựa, chai lọ thủy tinh, bao giấy, phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy. Tiếp nối chương trình là một ý kiến cao đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phím luận của tác giả Cảnh Ly do Facebook Đoàn Dương chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 12 tháng 4 rằng người dân nhu nhược là nguyên nhân cho phép mộ nhà nước tan bạo tham nhũng lộng hành mời quý vị cùng chia sẻ dân chúng nào thì chính quyền đó em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng văn hóa cổ truyền của người việt là như vậy đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vì chữ hiếu với cha mẹ mà con cái không những phải kết hôn với người mình không yêu mà còn phải học ngành mình không ưa phải làm nghề mình không thích phải nuôi dạy con cái theo kiểu mình không muốn vân vân nghĩa là cha mẹ nhân danh tình cảm yêu thương và tinh thần trách nhiệm can thiệp và thậm chí quyết định mọi chuyện trong cuộc đời của con cái nếu con cái vùng vằng phản kháng á, thì cha mẹ sẽ cho là bất hiếu rồi kể lễ công lao sinh thành dưỡng dục chính chữ cù lao mang nặng đẻ đau khiến con cái phải vì công cha nghĩ mẹ mà cúi đầu tương phục rốt cuộc thì cha mẹ coi như con cái như vật sở hữu mình tạo ra được thì mình mặc tình muốn nhào nặng tạo tác ra sao tùy ý mình thích như cục bột trong tay Suốt cùng thì con cái phải sống theo sở thích của cha mẹ, chứ không phải sở thích của mình. Phải sống theo ước mơ của cha mẹ, chứ không phải ước mơ của mình. Phải sống về cuộc sống của cha mẹ, chứ không phải cuộc sống của mình. Một văn hóa nào thì chính trị đó, dân chúng nào thì chính quyền đó. Người Việt đã tạo ra chính trị độc tài, chính quyền toàn trị. Lãnh tụ đề ra chủ trương đường lối nào thì dân tộc và đất nước phải đi theo, làm theo đó, vì chung với đảng mà dân tộc và đất nước phải đi theo làm theo những gì mình không thích không muốn nghĩa là lãnh tụ nhân danh tình cảm thương dân và tinh thần yêu nước can thiệp và thậm chí quyết định mọi chuyện trong quá khứ hiện tại và tương lai của dân tộc và đất nước nếu dân tộc và đất nước Vụn vằng phản kháng thì lãnh tụ sẽ cho lập phản động rồi kể lễ công lao như lá trên rừng như tường trời cao như sao sáng người suốt đời tận tụy hy sinh cống hiến không có gì ham muốn gì khác không có lợi ích nào khác khiến dân tộc và đất nước phải vì ơn bác ơn đảng mà cúi đầu tuân phục. Rốt cuộc thì lãnh tụ coi dân tộc và đất nước như vật sở hữu. Mình giành được thì mình mặc tình muốn nhào nặng tạo đắt ra sao tùy ý mình thích như cục bột trong tay. Rốt cuộc thì dân tộc và đất nước phải sống theo sở thích của lãnh tụ chứ không phải sở thích của mình. Phải sống theo ước mơ của lãnh tụ chứ không phải ước mơ của mình. Phải sống về cuộc sống của lãnh tụ chứ không phải cuộc sống của mình không phải không có lý do mà lãnh tụ có chế độ độc tài thường xưng là cha già dân tộc người việt thấy so sánh vậy có xí sao không nếu biết sai thì phải sửa vậy thôi văn hóa dẫn đường cho chính trị cải cách chính trị phải được tiến hành song song với cải cách văn hóa và phải dựa trên những thành tựu của cải cách văn hóa Và sau đây là tố cáo của tác giả Phạm Minh Vũ đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 12 tháng 4 về một gương mặt công an đánh dân điển hình. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đối tượng công an đánh dân. Đối tượng này là Đại Úy Phương, đối phó của một đội phòng PC-06, công an tỉnh Bình Dương. Cùng một nhóm 4 người là công an tỉnh này đã cùng nhau đánh hội đồng một đôi vợ chồng. Khoảng 4 giờ chiều qua ngày 11 tháng 4, Phương cùng một đám toàn là công an nhậu từ sáng tới chiều, xe đậu cả hết lối đi ở vườn An Thạnh, khi người dân yêu cầu đậu sát lệ cho người dân có lối đi thì các đối tượng công an thách thức mày ngon thì cứ gọi công an lên đi tao công an nè rồi các đối tượng công an hô vào đánh đôi vợ chồng kia bằng nghiệp vụ được học trong ngành như lên gối đồng thời nện cùi chỏ vào đầu và lưng chưa hết hang sớm ra càng ngàn các đối tượng công an này xong và đánh luôn kinh hoàng hơn có một tay tên tuấn chủ nhà tổ chức nhậu tuyên bố xanh rờn tao hận nhà mày lâu rồi bữa nay tao cho mày biết Vụ việc chưa dừng lại khi đám công an này cung nạn nhân được mời lên phường thì họ ban tán với nhau. Hành hung thì chỉ bị phạt 700.000 đồng thôi. Giảm mang hờn khi đôi vợ chồng bị hành hung từ phường về thì nghe hàng xóm lưu loa sẽ bị anh đại xã hội đen trên phủ văn xuống xử. Khi công an công khai đánh dân đòi thuê dân hồ xử người dân thi xã hội đó là gì nếu không phải là công an trị? kinh hoàng một đất nước mà hành xử công an giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà chẳng bị xử lý gì, ít ra phải kể tố về hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng, để thấy luật có chút nghiêm minh. Chưa bao giờ đất nước ta lại có cơ độ như hôm nay, công an nhân dân thật vĩ đại, chắc anh thật là ngạo nghễ. Phải chăng anh em công an Bình Dương đang thực hiện lời dạy của bác, đi dân nhớ ở dân thương chăng? Phải chăng đây là hình ảnh đầy đủ phẩm chất anh hùng cách mạng thời đại mới? là cán bộ ưu tú của đảng. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thành Tâm xin gửi đến quý vị nhận xét của tác giả Emmy Trúc Trần đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 14 tháng 4 về nạn bộ giao thông vận tải và các doanh nghiệp sân sau đang ăn nhiễm hút máu người dân sau khi những người phản đối bị nhà cầm quyền tống giam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Xã hội qua trạm, Ai cũng muốn xếp hàng trả phí. Đó là từ một, một bài viết trên báo tuổi trẻ, nó khiến mình liên tưởng và nhớ tới người phóng viên quê ở Long An, anh Trương Châu Hữu Danh. Anh là người đã đi đầu và chịu khó xong phải để phản đối những sai trái tại các trạm thu phí. Kết quả thu được là một số trạm đã phải dừng thu phí sau khi bị vật trần những bất cập. Thế nhưng, kể từ khi nhóm danh bị nhà cầm quyền bắt giữ với những điều luật mơ hồ 331, đã không còn ai dám lên tiếng phản đối bót nữa. Dù rằng có khá nhiều thông tin trái chiều về Trung Châu Hữu Danh, nhưng những gì anh ấy đã đóng góp tại các trạm thu phí là điều không thể phủ nhận giờ đây như biết rõ bot là một hình thức ăn cướp của dân nhưng không có ai phản đối vẫn cam chịu xếp hàng trả phí mà kể cho đảng và doanh nghiệp tha hồ tiếp tay như là cướp cướp nữa cướp mãi dân tôi ơi bao giờ mới chịu đứng lên Và sau đây là quan điểm của nhà thơ Thái Hạo đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 12 tháng 4 về sự im lặng khó hiểu của báo văn nghệ và hội nhà văn trước vụ ông phó ban biên tập báo văn nghệ bị tố hành vi hiếp dâm. Mời quý vị cùng chia sẻ. Báo văn nghệ và hội nhà văn không có quyền im lặng. Tôi nghĩ đến hôm nay, khi nội dung vụ giả Thảo Phương tố cáo Lương Ngọc An đã đi đến những tình tiết gây rợn nhất, làm thách thức thần kinh của cả những người sắc đá nhất, thì với tư cách cá nhân, ông Lương Ngọc An có quyền lên tiếng để đối chất như đề nghị của dạ Thảo Phương. Thậm chí ông An nên kiện giả Thảo Phương nếu cô này vui không ông. Nhưng việc ông im lặng và không làm gì cả cũng là quyền ông. Tuy nhiên báo văn nghệ và hội nhà văn thì không có quyền im lặng như thế. Vì đây là các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống nhà nước. Nghĩa là tổng biên tập và phó tổng biên tập là các công chức trong bộ máy chính quyền. Họ vừa có tính đại diện, vừa phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề nhân sự và sự trong sạch của các nhân sự do mình quản lý thì một cá nhân thuộc cơ quan tổ chức nào đó bị tố, tố cáo, thậm chí chỉ cần cấp thông tin chứ chưa đợi tố cáo vì có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì cơ quan tổ chức ấy phải có hành động cụ thể. Hành động ấy ví dụ có thể là xác minh là yêu cầu người bị tố cáo công khai lệnh tiếng đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vân vân. Tóm lại là hành động phù hợp với pháp luật hiện hành nhưng dứt khoát phải hành động cả ông Lương Ngọc An, phó tổng biên tập lẫn các cá nhân lãnh đạo của hai cơ quan mà hiện Lương Ngọc An đang là một nhân vật chủ chốt ở đó phải thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đó là vai mà các vị đàn đảm trách với tư cách không phải con người và đời sống cá nhân mà là một nhân viên chính quyền không người dân nào có ý thức công dân lại chấp nhận có một cá nhân trong bộ máy nhà nước đang bị tố cáo hiếp dâm mà khi sự việc chưa được làm sáng tỏ lại vẫn có thể ngồi ở đó và tiếp tục công việc trong khi các cơ quan nơi cá nhân ấy làm việc vẫn giữ im lặng một cách đầy sự coi thường và thách thức như thế đối với độc giả và công nhân. Đọc hồ sơ trên trang giả thảo phương thì thấy đây không phải là lần đầu tiên cô này tố cáo Lương Ngọc An tội hiếp dâm. Ngay từ năm 2000, đơn tố cáo đã nhiều lần được gửi đến báo văn nghệ, tuy nhiên nó được xử lý với nội dung là xô xát đánh nhau. Không thỏa mãn với kết luận đó nhưng cũng không biết đòi hỏi sự thật như thế nào. Ngay cô ta tố cáo lại, tiếp tục tố cáo Chính vì thế báo Văn Nghệ vươn tư cách là đơn vị đã xử lý đơn tố cáo trước đây nhưng không làm cho Dạ Thảo Phương đồng tình, cần tiếp tục trách nhiệm của mình theo một cách nào đó phù hợp với đạo luật và pháp luật. Đạo lý và pháp luật chứ không thể coi như không liên quan đến quá trình tố cáo kéo dài 22 năm qua. Sự im lặng của báo Văn Nghệ và Hội Nhà Văn và cả Lương Ngọc An, phó tổng biên tập, hoặc chỉ khiến cho nhân dân và độc giả càng tin vào nội dung tố cáo của Dạ Thảo Phương, hoặc và cho thấy rõ sự coi thường của các cơ quan này đối với công dân, thách thức công dân, như thể họ là báo văn nghệ và hội nhà văn, đang là các tổ chức nằm ngoài chính quyền vậy. Vừa rồi là một ý kiến cao đồng mạng, tiếp nối chương trình là một những vấn đề của anh ta. Mở đầu là bình luận có tự đề VinFast đầu tư sang Mỹ, 4 tỷ đô la quy hồi tổ quốc USA của nhà báo Mai Bá Kiếm, đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 12 tháng 4. Mời quý vị cùng chia sẻ. Winfast đầu tư sang Mỹ 4 tỷ đô la thu quy hồi tổ quốc USA. Trong khoảng 40 ngành nghề của tập đoàn Vingroup sản xuất kinh doanh không có sản phẩm nào được xuất khẩu đem ngoại tệ về Việt Nam. Trái lại các sản phẩm cao cấp của Vingroup là ốc, TV, viễn thông, điện máy, điện thoại, xe xăng, xe điện, xe máy, sữa non, thời trang, phim hoạt hình, mạng phần mềm, thay đổi Việt Nam đồng ra Mỹ Kim để nhập nguyên liệu về lắp ráp hay nhập thành phẩm về Việt Nam, bán thu Việt Nam đồng. Cho nên, VinFast đầu tư 4 tỷ Mỹ Kim qua Mỹ để tạo việc làm cho 7.500 người Mỹ, đã khiến cho Tổng thống Biden và Tổng đốc Roy Cooper phải xúc động đại Victor ca ngợi anh Phạm Nhật Vượng bằng những lời có cánh Báo chí Mỹ dịch tựa VinFast tuyển dụng 7.500 lao động với mức lương bình quân là 51.000 đô la Mỹ mỗi năm. Giá mì kim hôm nay là 25.550 đô 50 đồng. Suy ra quỹ tiền lương của VinFast trả cho dân Mỹ chỉ có 9.752.6 tỷ đồng mỗi năm thôi. VinGroup thành vô tiêu thụ ngoại tệ nhập khẩu và sức huyết ngoại tệ. Nghĩa mà tuổi cho lao động Hải Phòng, tháng 3 2021, nhà máy VinFast ở Hải Phòng đăng thông báo tuyển dụng 800 công nhân, hàng chót nộp hồ sơ ngày 30 tháng 4 2021, không thấy ghi mức lương. VinFast chào bán dòng Lux A, Lux SE và Fadil chạy xăng từ ngày 20 tháng 11 năm 2018. Nhưng đến 30 tháng 4 2021, VinFast Hải Phòng mới tuyển 800 công nhân. Như vậy trong 3 năm đầu, VinFast lắp ráp xe nước ngoài mang về Việt Nam bán. Anh vượng tạo công an việc làm cho người nước ngoài lâu rồi. Thống đốc Roy Cooper khoe VinFast sẽ hoạt động vào năm 2024. Anh vượng khoe thức xuất khẩu SUV chạy điện VFA và VF9 sang Mỹ vào cuối năm nay từ nhà máy hiện có ở Việt Nam. Nhanh và ngay luôn, dân Mỹ sẽ được đi xe điện của VinFast vào cuối năm nay. Chỉ có điều anh vượng đừng ngưng sản xuất xe điện ở Mỹ, như ngưng sản xuất xe xăng và điện thoại VSmart ở Việt Nam. À, di đạo dòng Lux A, Lux SE và Fadil chạy xăng chỉ hưởng dưỡng 4 tuổi. 4 dòng điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart chỉ hưởng dưỡng 2 tuổi rưỡi. Nên tôi cầu mong Hương Linh xe xăng VinFast, điện thoại Vsmart ở Việt Nam sớm tiêu diệt miền, nơi miền cực nhọc đông lào. Và tôi cũng cầu chúc VinFast COA sống đến ngày răng lòng bạc đầu và đầu trọc. Tại bút, nhà báo Nguyễn Hồng Lam đã thống kê có 25 thiên đường đã mất của tập đoàn Vingroup là Vinmark, Vinmark Cộng, Vinico, vinjam PVF, VinDS, VinFashion, VinLinks, VinPro, VinID, VinTata, VinSmart, VinConnect, Adejoy, à VinKit, VinFA, Vincom, Vincom, Retail, Vinpro Air, đường thác xe của hãng Holden Australia, hủy F1, VinFast Và sau đây, thân Tâm gửi đến quý vị bài thời sự của tự đề đối phó công an Bình Dương đánh phụ nữ vì bị nhắc nhở đậu xe trắng lối đi do tường vi tổng hợp đăng trên trang Sài Gòn Nhỏ News vào ngày 12 tháng 4. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đối phó công an Bình Dương đánh phụ nữ vì bị nhắc nhở đậu xe trắng lối đi. Nếu không có hình ảnh rõ ràng, nhân chứng đàng hoàng thì chắc ông cán bộ công an này sẽ chui bay chối biến. Và lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội công an tỉnh Bình Dương PC06 cũng phủi tay theo tố cáo của chị NTAH, 33 tuổi, ngụ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vào khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 4, gia đình chị đi xe hơi vào phường An Thạnh 14, phường An Thạnh, thành phố Thuận An để về nhà. Khi vừa vào hẻm được khoảng 100 mét thì bị một số xe hơi đậu chắn lối đi không thể vào trong, không thể lùi xe được. Chị H đi tìm chủ máy chiếc xe đậu ngang này giờ nhờ di chuyển để chị có thể vào trong. Thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi, không đồng ý di chuyển xe để nhường đường dùng lời nói thách thức chị h chị kể chủ xe chặn lối đi con nó nói là mày ngon thì cứ gọi công an lên đi tao là công an nè sau một lúc cửa cãi nhóm người này lao vào hành hung chị Tiếp nối chương trình những vấn đề quan ta hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị ưu tư của tác giả Phạm Minh Vũ đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 12 tháng 4 về số hội Việt Nam ngày nay khi công an là những tên côn đồ tham lam tàn bạo và báo chí là đứt sống của những ngòi bút ngu xuẩn và dối trá. Mời quý vị cùng chia sẻ. Công an nhân dân Ngày 27 tháng 3 ở biển Cựu Việt, Quảng Trị đã xảy ra một vụ đuối nước mấy em học sinh cấp 3 về tắm kỳ hà đến và bốn người được cứu bởi một chú chủ quán nhậu quê hương khi nhìn thấy các em bị sóng đánh ra xa, chú bơi ra lần lượt đưa các em vào. Hôi nhận như chẳng có một tờ báo nào nói về câu chuyện chú chủ quán nhậu ấy. Chỉ thấy báo chí đưa tin là các cơ quan chức năng đã cứu được mấy nhà máy. À mấy hôm nay, câu chuyện trung úy Ngô Thái Ngô Hiếu thuộc lực lượng PCC, phong cháy chữa cháy ở Đồng Nai đi về Vũng Tàu tắm biển. Cũng một nhóm đang tắm biển thì bị nước cuốn ra ngoài. Mày thầy gặp anh trung quý ngành cứu hộ được đào tạo bài bản này đã cứu được cũng bốn người báo chí nhà nước, các group cộng đồng member, bờ các kênh của tuyên giáo gần như bắt trend và đăng tải thông tin về chiến sĩ công an nhân dân anh hùng này. Cứ như thể ngành công an luôn là vì nhân dân, luôn làm tất cả cho người dân. Ngay sau đó, Tô Lâm đã ký thăng quân hàm vượt cấp lên đại úy với chiến sĩ liều mình cứu người. Hành động của người của Trung Quý Hiếu ta cần khẳng định là một hành động dũng cảm. Thật ra vì anh cũng được đào tạo bài bản nên mới hành động nhanh và chính xác như vậy. Nhưng gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước và được người dân cứu như ở Nam Định mới đây hay ở Quảng Trị vào ngày 27 tháng 3 như tựa nhiều trên, thì truyền thông hầu như không đề cập đến, không rầm rộ, không ồn ào, hay được xem là anh hùng như anh Hiếu công an kia. Vì sao vậy? Chẳng vì sao cả. Vì đám tuyên giáo công an lợi dụng việc chiến sĩ công an cứu người như vớ được vàng mười, như là một cứu tinh cho ngành công an, như cách sửa mặt cho ngành, nên truyền thông kéo theo các kênh gần như bật hết công suất để khen đồng chí hiếu khen đồng chí này là một cái cớ mà họ nhấn mạnh chữ công an nhân dân mới là chính ngành công an hàng chục năm trở lại đây nổi tiếng là một ngành gây ơn oán nợ máu với người dân nhiều nhất lực lượng nào cũng bị người dân xem như là kẻ thù công an phường thì đi bảo kê hàng quán rong vỉa hè hà, nhà hàng nhỏ công an huyện tỉnh thì bảo kê khách sạn karaoke hay bảo kê cho nhóm buôn ma túy gái ngành đặc biệt là cảnh sát giao thông thì thôi khỏi phải nói dân thường gọi chúng là cậu vàng chứ dân có xem chúng là người đâu Kính bỉ, gây tẩm đám công an là thế. Chưa kể khi có thẻ ngành, thì công an luôn hòa hiếp người yếu thế. Người dân oan mất đất cũng bị công an tới cướp giao cho doanh nghiệp đó. Công an biết dân ghét họ vô cùng, nên khi nào nhìn hình ảnh công an làm việc nào ý nghĩa thì ngay lập tức ca ngợi lên tận mây xanh. Như thế chỉ có ngành công an là tốt với dân thôi. Đôi khi công an đi cướp công kiểu lý thông nhận vơ mình làm việc tốt cũng mục đích sửa mặt cho ngành nên khi người dân làm việc tương tự thì ống kính truyền thông nhà nước ít khi lê tới mà tri ân. Chỉ lãng vãng đâu đó trên mạng xã hội, người đọc qua thì cũng chỉ vội lướt qua việc không ồn ào nên ít người quan tâm. Có một điều mà chúng ta hay chạy theo sự kiện để ca ngợi lòng dũng cảm, xuất hiện chủ nghĩa anh hùng thì chúng ta hay bàn đến. Còn nguyên nhân sâu xa và giải pháp để ngăn chặn bi kịch thì người ta ít khi bàn. Theo một báo cáo trong một hội thảo vào năm 2021, cứ trung bình một ngày trôi qua, tại Việt Nam có 5 trẻ em bị chết vì đuối nước chắc chắn con số đó sẽ còn lớn hơn và đó chỉ là trẻ em thôi người lớn thì cũng chưa tính thì một năm chết vì đuối nước sẽ là rất lớn tại Việt Nam và tỷ lệ đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với các nước phát triển con số đó nói lên điều gì chúng ta ca ngợi lòng dũng cảm của hết người này tới người khác bộ trưởng bộ công an lãnh đạo quốc gia ngồi trong vòng máy lạnh cứ ký tá cứ điện chúc mừng mà chẳng bao giờ nghĩ làm sao hạn chế thấp nhất tình trạng đuối nước đang diễn ra ở Việt Nam đáng báo động ở các quốc gia phát triển thay vì dạy cho trẻ những môn mang tính nhựa sọ kiến thức quá nhiều so với tuổi thì các em dạy kỹ năng sinh tồn là những môn chủ đạo trong trường học dạy bơi là một môn học trong số đó vì thế tỷ lệ đuối nước ở các quốc gia rất thấp còn ở việt nam hội dân nhà làm giáo dục các bác đốt lò có bao giờ các vị nghĩ về học sinh một thế hệ tương lai các vị đang dạy gì cho các em ở trường học đủ học đủ mọi thứ không chỉ áp lực cho phụ huynh mà học sinh phải tự vẫn, phải quy sinh để chạy trốn sự đau khổ. Mới đây, các liên tiếp các em phải hỏi nhảy lầu vì áp lực từ học ngành. Thay vì học dạy yêu một ông già chưa từng gặp ai đó, tại sao không dạy các em yêu cha mẹ? Sao phải nhồi nhét các môn học chính trị đường lối của đảng hay tư tưởng của ai mà không dạy các em sinh tồn trong mọi hỏa hoạn? Hay tồn tại khu rừng khi bị lạc hay ít nhất là dạy cho các em biết bơi? Tiếp nối chương trình là một bình luận thực sự với bình luận có từ đề Ngoại giao phản dân làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể của tác giả hàng trường Đã trên đài VOA, mời quý vị cùng chia sẻ Theo thống kê, xu hướng bỏ phiếu của Việt Nam thường trùng khớp với các nước như Bắc Triều Tiên, Libya, Zimbabwe Phản dân trong phân cảnh này có hai nghĩa Chống lại ý nguyện của người dân trong nước và thách thức các lực lượng dân chủ trên thế giới Tại sao đại diện cho một nhà nước của dân, do dân vì dân mà lại rơi vào thế kẹt của một nền ngoại giao làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể. Nếu như trong nước có một chính quyền của dân, do dân, vì dân, như Cộng sản Việt Nam vẫn thường xuyên tuyên truyền, thì sau lá phiếu của Việt Nam chống lại việc loại Nga của Hội đồng Nhân quyền vừa qua, người dân trong cả nước nếu muốn có quyền xuống đường phản đối một chủ trương ngoại giao sai trái và ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia. Nhưng vì Việt Nam là một chính thể theo chủ nghĩa toàn trị nên tất cả những quyền cơ bản của con người như tự do biểu tình, phát ngôn, tự do lập hội đều chỉ tồn tại trên hiến pháp. Mà ngay những quyền cơ bản ấy nếu ai đó có ý định đem ra thực thi theo hiến định thì lập tức sẽ được quy chụp là chống đối hoặc là các thế lực tự địch. Vào ngày 7 tháng 4 2022, đội hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền với các cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraine theo đó có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Việt Nam nằm trong số 24 nước bỏ phiếu chống đại nghị quyết của Liên Hợp Quốc để loại nga. Điều này được truyền thông trong nước đưa tin dưới một uyển ngữ cực kỳ cục là nga đã quyết định kết thúc sớm tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021 ngày đến 2023. Thậm chí trong 2 ngày 7 và 8 tháng 4, các tờ báo ở Việt Nam khi tường thuộc về vụ này đã không dám đề cập gì đến lá phiếu chống của Việt Nam đại diện Việt Nam đã làm chuyện sướng tai, gai mắt đến nỗi họ không dám công khai trước người dân về một hành động không lấy gì làm vẻ vang cho quốc thể. Nhà văn quân đội Đại tá Phạm Đình Trọng đã có cái nhìn thật sức bán khi ông khái quát, trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở Liên Hợp Quốc trong hai lần 2 tháng 3 và 24 tháng 3 trước đây đều bỏ phiếu lên án Nga. Đòi Nga rút quân vụn hộ giữa của anh thì cả hai lần ấy đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới. Và đến lần thứ ba, hôm 7 tháng 4 vừa rồi, đại tá trọng tố cáo tiếp. Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mà cái ác Putin nghe ở Ukraine. 93 cánh tay loại người văn minh lôi cái ác Putin ra khỏi hội đồng nhân quyền, đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng. Lần này, nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga băng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác. Nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga. Một lần nữa, người dân Việt Nam lại bị nhà nước làm nhục trước thế giới. Cựu chiến binh Phạm Đình Trọng bày tỏ út hận khi chủ trương một đường lũi đối thoại phản nhân làm nhục quốc thể như thế. Trên thực tế, chính bản thân cả nhà nước ấy cũng bị cộng đồng quốc tế kinh rẻ lắm rồi làm nhục dân và làm nhục quốc thể Với đa số người dân Việt khi nhìn cảnh nhân nạn nhân bị thảm sát và hành quyết tại Pusha. Họ luôn liên tưởng tới những hành động diệt chủng của Pol Pot tại làng Ba Chúc ở Việt Nam do tàu cộng chống lưng những năm cuối 70. Nhà nghiên cứu Minh Triết Nguyễn Khắc Mai phát biểu với truyền thông quốc tế từ Hà Nội vào ngày 8 tháng 4 rằng nước Việt Nam không dám cho báo chí đăng tin mình chống lại Liên Hợp Quốc vì muốn che cái xấu xa của mình. Đấy là một cái trò xảo quyệt để che giấu cái xấu của mình đi và cũng để ngỏ hàm ý rằng thật lòng tôi không muốn thế. Nhưng vì mối quan hệ thế này thế kia nên buộc phải làm vậy, nhưng tôi đã không cho đưa tin trên báo chí. Đấy là cái cách của đám xảo quyệt nhưng không giấu được ai. Bởi vì bàn tay không thể che nổi mặt trời đó là thái độ không đàng hoàng, không đúng đắn và nó không chính nhân quân tử. Cái xấu mà thế giới người ta lên án. Mà rõ ràng là nó quá xấu rồi, nó độc ác rồi, mà cũng không dám lên tiếng. Tại sao Việt Nam lại rơi vào thế kẹt như trên? Câu trả lời đơn giản đó là vì các lobby say máu, độc tài, chuyên chế trong một bộ phận lãnh đạo đất nước đã lấn ác được các lobby muốn hội nhập sâu rộng để làm ăn với bên ngoài. Theo giả định nếu đúng như có những lobby như thế. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng tuyên bố tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc khai mạc vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, Việt Nam không chọn bên, không chọn phe trong cạnh tranh giữa các nước lớn. Chính sách đối ngoại của Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Xin thưa, đấy là ông Phạm Minh Chính và nhánh quyền được cam kết đương lối cải cách thể chế muốn thế, nhưng với lập trường như ở Liên Hợp Quốc vừa qua, coi như nhóm chọn theo phe Nga và Tàu đã áp đảo, kể cả chấp nhận cái giả phải trả là không tính đến lợi ích quốc gia, dân tộc như ưu tiên hàng đầu. Cộng sản Việt Nam trên thực tế đó là nói một đăng là một nẻo là như vậy, giữa phát ngôn và hành động của các nhóm và nhóm không thể nào trùng khớp và tưởng thích với nhau. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống còn ta. Thành tâm xin gửi đến quý vị những câu chuyện cực ngắn do Facebooker Nguyễn Viết Châu chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 13 tháng 4. Mời quý vị cùng khỏe theo dõi. Khoe Ngày xưa khi có ai hỏi con, bố làm nghề gì? Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố ngày làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học và mong sau này con có được một nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần cách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là nhà em làm được sư nên lúc nào cũng bận. Bố buồn chỉ ao ước được một lần nghe con khoe về nghề của bố. Nhạc Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã. Ngày ngày chỉ còn lại một người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, cách đến ăn ngày một thư dần rồi vắng hẳn. Ngày nọ có một người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa, không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt. Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa. Chuyện thứ ba là đưa đón. Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu. Nào là bánh đa, gạo nếp, có cả chục trái dừa khô. Thế nội lĩnh kịnh vất vả, con trách bố. Sao không đón nội? Bố bảo bận quá, ngoại nước ngoài về thăm quê, các cậu gì thuê hẳn một xe ô tô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm để cùng đi đón ngoại. Bố bảo, ai cũng có mặt, bố không đi, ngoại trách. Câu chuyện thứ tư, bà. Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như hai năm trước. Vì thế tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ trọ tôi trọ học, chừng 15 km, nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống bà. Cuối năm làm hồ sơ thi đại học tôi lại nhắn bà. Lần này sau khi đưa cho tôi 100 ngàn, ba hỏi, có dư đồng nào không con? Tôi đáp, còn dư 4 000 bà. Bà nói tiếp, cho ba bớt 2 000 để lát về, sao có hư như lần trước ấy, thì có tiền mà sửa. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt sưng sưng. Chuyện đến năm là ăn cơm. Thằng Tèo ngồi tiêu nghỉu, tự lưng vào cây trứng cá bên hôn nhà, thỉnh thoảng nó giơ tay gạt nước mắt, không biết chuyện gì. Cả buổi sáng nay, bà nó ba má nó liên hồi ấu đá bỏ ông táo lạnh tanh giờ mỗi người mỗi gốc rồi cuộc chiến lại tiếp tục từ võ ba càng chuyển sang võ miệng bỗng má nó lớn giọng ông ăn chả tôi ăn nem má xác ông đến đây cái bao tử thuốc dục đều tham chiến con không thèm ăn thứ đó con chỉ muốn ăn cơm thôi câu chuyện thứ sáu Chào tôi mẹ bỏ đi theo người khác cha ở vậy nuôi chúng tôi hơn 20 năm tôi và anh hai đều có gia đình Ngoài 60 bỗng cha tôi dường như trẻ lại Ông đang chạy trước Đi lại và xài tiền nhiều hơn Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình Và đối xử có phần nghi ngại Ông vẫn không nói Tôi tìm đến bệnh viện Quyết định cho người tình của cha tôi một trận Cho tôi, tôi là người đi vì người cha đang chăm sóc là mẹ Thấy tôi, ông gượng nói Ba sợ các con còn giận mẹ Ước mơ Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số Sau một hồi chọn lựa chị hỏi nó nếu cô trúng số con chịu cô mua cho con cái gì? Nó nhìn chị xoay qua xe loại rồi nói cho con một chiếc xe đạp. Cô xe đi bán xong con chạy tới trường liền. Không bị chạy học nữa. Vì gì những ngón chân xuống đất nó hạ giọng. Cho con thêm đôi dép nữa nha cô để con đi học. Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân rừng, đầu không nóng.